Thưa quý vị và bạn, sau đây tôi xin chia sẻ và giới thiệu với quý vị và bạn về cấu tạo và nguyên lý mạch đảo chiều gián tiếp dùng nút bấm đơn. Ưu điểm của mạch đảo chiều gián tiếp là đơn giản và dễ dàng, dễ lắp cũng như lúc sửa chữa. Mạch đảo chiều gián tiếp phù hợp với động cơ có khởi động mô men lớn. Mạch đảo chiều gián tiếp gồm có hai thành phần: mạch động lực, mạch điều khiển. Về cấu tạo, mạch động lực và mạch điều khiển cũng có CV và pha và một pha và có các thuận, can ngược và các nút bấm và rơ ne dùng để điều khiển động cơ chạy ngược thuận, rơ ne bảo vệ động cơ quá tải. Về nguyên lý, khi cấp điện CV1, CV2 cấp điện cho mạch động lực của mạch điều khiển khi đã chạy thuận, ấn MT và nút T có điện tiếp điểm thường mở T đóng lại để duy trì, đồng thời nên mạch động lực ca thuận đóng lại động cơ chạy chiều thuận, đèn một báo sáng. Khi ta chạy ngược ta nút D ca thuận dừng, ấn MN cấp điện cho cuộn dây KN tiếp điểm thường mở KN đóng lại để duy trì, đồng thời bên mạch động lực KN đóng lại động cơ chạy ngược. Khi muốn dừng động cơ, ta nút D. Khi quá tải, NN tách mạch điều khiển ra khỏi điện lưới, đèn ba báo sáng. Clip vừa rồi tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn về nguyên lý hoạt động mạch đảo chiều gián tiếp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.